Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Chu Smart. Khi iPhone 10 ra đời thì người ta gọi phần tay thỏ của nó là thiết kế lỗi. Những chiếc smartphone có thiết kế tương đồng, tiêu biểu như là LG G7 ThinQ, OnePlus 6, Zenfone 5, Huawei P20, P20 Pro, Oppo, Vivo. Tuy nhiên có những hãng mà đứng ngoài cuộc chơi này và đi lối đi riêng. Như hãng đó là gì thì hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Đầu tiên không thể không kể đến đó chính là đối thủ lớn nhất của Apple, đó chính là Samsung. Đối với Samsung thì thiết kế tay thỏ chỉ là một phương án hoãn binh trong lúc chờ giải pháp đưa camera vào trong màn hình. Chính vì chỉ là cái phương án tạm thời nên nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến các trải nghiệm của người dùng như là xem phim hay là chơi game. Trong khi đó thì Samsung biết điểm mạnh về thiết kế của họ đang sở hữu trên chiếc Galaxy S9, S9 Plus với màn hình cong vô cực được đánh giá cao trong các cuộc bình chọn. Chính vì thế mà họ chọn một hướng đi khác biệt với Apple và gần như giữ nguyên những gì đang được coi là đẹp nhất và cải tiến trải nghiệm người dùng trên những chiếc smartphone trong tương lai, đó chính là Note 9, S10 và S10 Plus. Hay tại thứ hai mà không thể không kể đến đó chính là Sony. Tương tự như Samsung thì Sony cũng rất tự hào về phong cách thiết kế rất riêng của họ, mặc cho có nhận được vô số lời chê bai từ cộng đồng mạng với việc màn hình trên dưới khá là dày, bốn góc không được bo cong, nhưng gã công nghệ lớn nhất Nhật Bản thì vẫn tạo cho mình một vẻ rất là nam tính và cực kỳ cuốn hút. Thứ ba đó chính là HTC. Dù công ty này đang xuống dốc không phanh nhưng họ vẫn quyết định giữ lại cái tôi của họ với một màn hình nói không với tai thỏ. Những chiếc điện thoại dòng U chiến lược của HTC vẫn chưa có dấu hiệu theo đuổi trào lưu này, với những ấn tượng tốt đẹp HTC đã tạo ra cho một chiếc điện thoại với thiết kế tốt này, camera xuất sắc này, công nghệ bóp viền độc đáo, màn hình chất lượng. Mình rất mong là HTC có thể vượt qua những khó khăn ở tiền hiện tại để có thể tạo ra những chiếc điện thoại smartphone tốt hơn thế nữa. Thứ tư đó chính là hãng Meizu. Meizu mặc dù là một hãng điện thoại Trung Quốc nhưng lại có những sáng tạo nhất định với những sản phẩm hiệu năng ổn, camera đẹp với mức giá cực kỳ hợp lý. Trong năm 2018 thì Meizu cũng ra mắt khá những chiếc điện thoại, bộ đôi Meizu 15 và 15 Plus và ngay cả bộ đôi 16 và 16 Plus sắp tới thì cũng không thấy sự xuất hiện của tai thỏ. Khá bất ngờ khi một hãng điện thoại Trung Quốc lại không tận dụng trào lưu này mà đi theo số lẻ để cân lại cái bản đồ. Bốn hãng mình vừa kể trên là những cái tên tiêu biểu đi ngược với trào lưu nhà tai thỏ, người người tai thỏ. Với những người chưa thể làm quen với cái rãnh khuyết xấu xí ấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất là may mắn vì có những thương hiệu như thế này, có phải không ạ? Còn bạn có dùng cái điện thoại nào của những hãng trong sách này không thì hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và theo dõi kênh Chu Smart. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.